Ok, hello anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với Đến Từ Nước Mơ ha. Và nhân dịp Noel này thì chúc anh em có một ngày lễ vui vẻ nha. Rồi, thì hôm nay mình sẽ làm một top những cái con game gọi là đang giảm giá cực mạnh trong cái dịp Noel này. Và nó có áp dụng từ ngày 23 tháng 12 đến ngày 6 tháng 1 năm sau anh em nhé. Anh em chú ý nha. Rồi, nếu anh em xem kênh lần đầu thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ cũng như like cũng như là donate các kiểu ủng hộ mình nha. Thì trong đây là 15 tựa game đang giảm giá cực mạnh và đầy đủ các thể loại, đầy đủ các kiểu hình ảnh, các kiểu khác nhau để anh em lựa chọn, và khi anh em mua chắc chắn sẽ là game hay và cũng như là rất là lãi khi mà anh em mua những con game này giảm giá cũng ngon nữa. Ok, rồi chúng ta sẽ đến với video thôi. Rồi, tựa game đầu tiên tất nhiên rồi đó chính là Stardew Valley, một trong những tựa game đã hình thành lên kênh của mình. Rất là cảm ơn Stardew Valley cũng như tác giả. Đây là một tựa game gọi là Sim Simulator đó anh em ơi, một tựa game mà chúng ta sẽ làm giả lập là nông dân, có được tối đa 4 người và cốt truyện cũng rất là thú vị, chơi nhẹ nhàng, không quá phức tạp, chỉ cần vô chọc chọt chăn nuôi sau đó thì mở cốt truyện là nhiệm vụ thôi. Game này rất là chill, đặc biệt hồi chiều mình đã review rồi, nhiều anh em ủng hộ, rất cảm ơn anh em đã ủng hộ nhé. Game này thì anh em sẽ rất là tuyệt khi chơi cùng bạn bè, người yêu, crush hay tất cả những người khác. Nói chung là nó sẽ không có yếu tố toxic cao đâu, nó chỉ có những yếu tố vui vẻ, hài hước và giải trí thôi. Rồi, tựa game thứ hai, một trong những huyền thoại thể loại game dungeon hoặc là game roguelike ha, Dead Cells đang giảm giá 50%, giá 110.000 đồng. Hiện tại đây là một tựa game được đánh giá rất là cao, mặc dù đã ra mắt từ 2018, trước 2018 chứ, và trở thành một trong những tựa game hay nhất 2018 thể loại indie ha. Và game này cũng mới được vinh danh lại trong những cái lễ phát giải của game gần đây. Thì game vẫn update thường xuyên và có nhiều content thú vị nên là anh em chơi hoài không chán đâu. Một trong những loại game pixel chặt chém đẹp nhất từ trước tới giờ mình từng thấy, hiện tại vẫn không có đối thủ nha. Rồi, trở lại với một tựa game sinh tồn đã quá quen thuộc với kênh mình, tựa game có tên là Conkeeper, đang giảm giá rất là hạt rẻ thôi, 20% và giá 120k. Game này có thể có được tối đa 8 người, một tựa game sinh tồn thế giới mở, tuy nhiên thế giới mở nhưng mà giả lập hang MU anh em nhé. Những anh em fan MU thì chơi những tựa game này rất là hợp đồ thôi. Những anh em nào thích tựa game sinh tồn và pixel thì đây là một tựa game không thể bỏ qua, rất là tuyệt vời. Anh em có thể theo dõi kênh của mình để biết thêm cái con game này, mình đã chơi rất nhiều. Rồi, một tựa game nữa tên là Noita, thì đây là một tựa game anh em nhìn vào thì có thể nói nhái Terraria, nhưng mà không, hình ảnh giống và lối chơi cũng tương tự thôi, nhưng thật ra tựa game này sáng tạo hơn và có nhiều điểm hay hơn. Đặc biệt game này hiện đang có rất là nhiều thử thách về speedrun cho những người chơi mới, có bạn đã bắt đầu như là nhanh nhất như là khoảng 40 mấy 50 phút rồi đó. Nói chung rất là hay, game này cũng khó nữa anh em nhé. Một lựa chọn tuyệt vời cho những anh em nào thích thể loại game solo thế giới như thế này. Rồi, một tựa game nữa, tựa game có tên là Mythic Tree, thì hơi lạ hơn một chút ha. Game này mình cũng ít khi review, nhưng mà game này mình đã biết từ lâu rồi, cũng có một số bạn kêu mình review. Tựa game này có tên là Mythic Tree và nó là một game gọi là quản lý tài nguyên, sau đó kéo quân, dàn trận và đi đánh quái ha, đánh những cái quốc gia khác hoặc là những cái khu vực khác anh em để tiếp tục phát triển. Thì đây là một tựa game cũng khá kén người chơi ha, nhưng mà cũng hấp dẫn để anh em chơi thử. Rồi, trở đến với huyền thoại của những con game pixel thành công nhất mọi thời đại, đó chính là Terraria. Hiện tại con game này là con game anh em nên mua và lãi nhất luôn từ trước đến giờ luôn. Lúc nào nó được giảm giá thì mình cũng đều giới thiệu anh em. Giá của nó hiện tại là 60.000, đặc biệt anh em có một nhóm bạn có 4 người thì anh em có thể mua full pack 125k. Thì với vậy thì mỗi người chỉ hơn 25k thôi, rất là rẻ luôn. Hoặc là anh em nào mà đầu cơ thì anh em có thể mua để dành sau này bán có lại, rất là tuyệt vời ha. Đó, nó một lựa chọn hoàn hảo cho anh em. Thì từ game này anh em cũng biết rồi đó, thể loại sinh tồn. Và khi anh em mua game anh em còn mở được chế độ mod nữa, team mod loader nữa. Đúng không? Anh em sẽ mod và chơi rất nhiều cái, từ chơi pro đến khi chơi giải trí, mod rồi các kiểu, resource pack, nói chung cái gì cũng có. Rồi, một tựa game sinh tồn nữa ha. Tựa game này cũng đã khá thành công và nổi tiếng trên khắp thế giới. Và nếu anh em nào đang thích tựa game này thì nên mua gấp nhé. Tại vì đang giảm giá 56, chỉ còn 56k thôi, giảm giá 66%. Một tựa loại game sinh tồn rất là vui. Và game này có những điểm hay như sau: sinh tồn khó hay dễ là còn tùy thuộc vào anh em. Sau đó thì nếu mà khó quá thì cài mod. Mod thì nó đa dạng, phong phú, đủ thể loại, từ những cái nhân vật anime đến những cái nhân vật gọi là máy móc các kiểu, không thiếu một thể loại gì cả. Và đặc biệt game này chơi cũng khá chiêu nhưng mà ức chế cũng khá nhiều đó. Anh em nên mua sớm anh em nhá. Những anh em nào thích đó thì nên nó quay lại rồi. Rồi, một tựa game pixel thế giới mở sinh tồn nữa tên là Tinkertown. Tinker của tao hả? Không, đây là khu vực Tinker đó. Game này được tùy chọn nhân vật các kiểu và chúng ta sẽ vào vai một con người nhìn như con khỉ vậy đó và sinh tồn trong thế giới mở, trồng trọt, chăn nuôi, không lạ gì nữa anh em ha. Pixel tuyệt đẹp, cũng có đi dungeon, đánh quái, đánh boss, nói chung rất là nhiều thứ. Game cũng khá khó đấy. Rồi, một cái loại game siêu nhàm nhưng mà siêu thú vị. Đặc biệt những con game này tại sao mình giới thiệu anh em, tại vì nó chiêu. Và khi anh em chơi những con game này,
anh em sẽ có cơ hội kiếm được người yêu. Game này anh em có thể mua về co op, có thể vào được nông trại của những người khác. Đặc biệt nha, con game này rất nhiều bạn nữ chơi nên là anh em biết lý do đấy. Không phải là mình nói anh em làm những yêu đồ xấu nhá, chỉ đơn giản là khi anh em chơi những con game này thì anh em dễ dàng có những người bạn khác giới chơi chung đó, rất là hay, một cộng đồng nhỏ chẳng hạn. Rồi, lâu rồi mình không review một con game 3A siêu nổi tiếng nào hoặc là to lớn nào, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em từ game này Red Dead Redemption 2, 330.000 và đang giảm giá 67%. Hiện tại con game này vẫn là một trong những con game theo phong cách RPG cao bồi miền Tây, thế giới mở cực đỉnh. Nó cũng giống như The Witcher hoặc là những con game khác các kiểu. Hiện tại thì The Witcher giảm giá chưa ok lắm, có thể là mình sẽ cho vào tập 2. Và con game này sẽ tốn của anh em khoảng 400 đến 1.000 giờ chơi khi mà anh em đã chơi nhé, dễ nghiện, cẩn thận ạ. Rồi, một con game nữa, sinh tồn tiếp và sinh tồn trên biển ha. Chúng ta sẽ bị mắc kẹt trên một cái tấm bè và sau đó thì chúng ta sẽ làm gì? Đi bóc đồ về, sửa thuyền, sửa đồ, lên đảo khám phá tìm nguyên liệu, đánh quái. Đặc biệt quái đây là con cá mập, và trên đảo thì có những con ví dụ như heo rừng, chó sói, các kiểu thứ. Hiện tại game cũng đã full rồi, có kết thúc, có ending rồi, nên là anh em nào mà thích thì anh em thể mua về cho thử ha. Game này có up được 4 người chơi khá hay, mỗi tội chơi hơi chóng mặt chút, chê. Rồi, một tựa game nữa, tựa game này cũng phong cách sinh tồn nhưng mà sinh tồn kiểu dungeon ở không dungeon gì tầm này. Game này nó là game thủ thành anh em nhé, chơi được 2 người rất là vui, đặc biệt anh em chơi với gấu người yêu cũng được á, nhưng mà nói trước nha, game này mà chơi ngu dễ bị chửi lắm. Với lại là anh em cũng không thể nào yêu cầu người ta chơi hay được, game này cần phải có sự hợp tác nhất định, tính toán cụ thể. Thì đơn giản thôi, mỗi ngày thì có 2 người chơi thì anh em sẽ chế những cái tụ súng, hoặc là anh em sẽ dùng vũ khí nâng cấp súng, sau đó đánh những con quái, và quái đây là những con orc ha, sẽ đến tấn công anh em hàng ngày. Anh em có thể lựa chọn phiên bản 1, 2, 3 đều hay, chắc chắn là hay. Rồi, đổi gió một chút, trở lại với một con game pixel gọi là siêu khó chặt chém slash bắt gì đó, cái quần què gì đó mình không nhớ nữa, nhưng nói chung là chặt chém nhanh các kiểu combo đó, phải né nhiều đó. Thì đây là một tựa game hoàn hảo, anh em sẽ vào vai con Yasu, kẻ bất dung thứ, và lướt tới chém các kiểu, cầm kiếm và đi đánh mafia toàn cầm súng với cầm lựu đạn súng cối thôi anh em nhé. Ừ, game cũng hơi cân bằng á, nhưng mà bù lại thì chúng ta là Yasu mà, kẻ bất dung thứ, chúng ta lướt tới chém hay lóc quy các kiểu, nói chung là chuyện bình thường, chăn chối phát là chết thôi ha. Game rất là hay, bảo đảm nghiện. Rồi, trở lại một game sinh tồn, mà sao danh sách là nhiều game sinh tồn nha. Ôi xin lỗi anh em, nhưng không sao, game hay là được. Hiện tại game này có giá 43.000, The Forest giá 77%, ấy giảm 77% chứ. Game này là một game sinh tồn kinh dị, nhưng mà nếu như anh em đã từng xem series của ông Dũng thì ông Dũng và team đột chơi thì đây là một game hài rất là thú vị, bà đảm hay. Sắp tới ra phần 2 nữa, còn phần 1 thì anh em sẽ vào vai những cái người sống sót sau một vụ tai nạn máy bay, khám hiểm những cái khu vực trong map, sau đó thì sinh tồn các kiểu ha. Rồi tìm ra kết cục là kết thúc rồi bắt đầu ra khỏi đảo thôi, easy, những cốt truyện bình thường. Nhưng mà game này thì mình nghĩ giống một bộ phim hơn, rất là hay, đáng chơi thử, giá quá rẻ anh em. Rồi, trở lại với tựa game, ủa mà cuối cùng rồi đó anh em. Tựa game này có tên là Naraka Lesbon, có cần giới thiệu không ta? Tại vì game này quá nổi tiếng anh em ạ, một trong những chiến thần Battle Royale mà có thể nói là đỉnh nhất trong 3 năm vừa qua. Sau khi những cái tựa game mới như là PUBG hoặc những tựa game khác bắt đầu hạ nhiệt và bắt đầu trở nên nhàm chán. Và đây là một cơn gió mới ha, khi mà chúng ta sẽ vào vai những võ hiệp với dùng những cái vũ khí rất là cận chiến, rồi cung kiểu những cái vũ khí đơn sơ giản dị nhưng mà đánh nhau trong một cái lối chơi Battle Royale rất là thú vị, và anh em sẽ rần rất là nhiều kỹ năng cũng như là chiến thuật để có thể chơi tựa game này. Và đây là một tựa game mà mình không mua, mình không chơi, nhưng mà mình rất thích. Lý do mình không chơi đơn giản là vì mình chơi ngu quá, đây là mình không chơi, buồn quá. Mà không sao, đó là top 15 game mà mình muốn giới thiệu cho anh em ngày hôm nay. Anh em nên mua gấp nha, tại vì những tựa game này mua lại với trưởng. Về sau sẽ có những series nữa, tại vì cái dịp bán giảm giá này còn dài mà ha. Rồi, bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em trong các video sau. Hy vọng anh em sẽ ủng hộ và đăng ký kênh giúp mình nha.